Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc doanh chủ đạo là vấn đề của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày 26 tháng 12, Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang có bài bình luận Vinashin và sự phản bội công cuộc cải cách theo hướng thị trường Tác giả nhắc lại phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết Ngày 1 tháng 1 năm 2020 khẳng định Vinashin thật sự đã sụp đổ Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đã đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức để Quốc hội biểu quyết thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên chính phủ. Tuy nhiên, tác giả cho biết Ủy ban thường vụ Quốc hội không những không thành lập ủy ban điều tra độc lập mà còn để cho chính phủ tái cơ cấu Vinashin thay vì để Vinashin phá sản. Quyết định này chỉ cứu được Nguyễn Tấn Dũng chứ không cứu được Vinashin. Còn tiền của dân thì không chỉ mất 100.000 tỷ như các đại biểu Quốc hội kêu gào 13 năm trước hình ảnh status trên Facebook của nhà báo Trương Huy Sang. Tác giả nhận xét với một đất nước có bờ biển dài hơn 3.000 km, phát triển ngành công nghiệp đóng tàu cũng là một hướng đi. Nhưng vấn đề của Nguyễn Tấn Dũng là đã chủ trương để Vinasin cũng như để 19 tập đoàn tổng công ty lúc đó kinh doanh đa ngành. Riêng Vinasin đã thành lập 240 công ty thành viên kinh doanh mọi ngành nghề và mặc sức chia chác khoản tiền 700 triệu USD từ nguồn bán trái phiếu chính phủ tác giả dẫn ý kiến của ông Trần Xuân Giá, ông Nguyễn Tấn Dũng coi doanh nghiệp nhà nước như một động lực phát triển. Và ý kiến của ông Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Nguyễn Tấn Dũng muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ sau 4 năm. Theo đó, ngay trong năm 2007, ông Dũng đầu tư ồ ạt, à. tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng, thậm chí để có số vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra, bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu. Hình ảnh chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ba hoa về sự thành công của Vinasip. Theo tác giả, khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhận chức thủ tướng, Việt Nam có một khoản dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đô la. Nhưng di sản lớn hơn mà thủ tướng Văn Văn Khải rào lại cho ông Dũng là một Việt Nam đã hoàn thành thủ tục để gia nhập WTO, một nền tảng chính sách nội địa đúng hướng. Chỉ sau mấy tháng nhận chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa GDP tăng trưởng tới mức kỷ lục 8,5% vào tháng 12 năm 2007, đồng thời cũng đã đưa lạm phát vào tháng 8 năm 2008 lên tới 28,2%. Tháng 3 năm 2009, tăng trưởng GDP rơi xuống đáy 3,1%. Trong 6 năm ông Dũng giữ chức Thủ tướng, mức tăng trưởng kinh tế luôn thấp hơn nhiều so với mức lạm phát. Vẫn theo tác giả, năm 2012, nền kinh tế gần như ngưng trệ, lạm phát ở mức 6,81%, nhưng GDP cũng xuống tới 5,03%, thấp kỷ lục từ năm 1999. Nền kinh tế rơi vào tình trạng gần như không lối thoát. Di sản tệ hại nhất của Nguyễn Tấn Dũng không phải là tham nhũng, không phải là sự tha hóa của bộ máy, mà là sự phản bội lại công cuộc cải cách theo hướng kinh tế thị trường tác giả liệt kê quá trình đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 chỉ ở mức cho phép phát triển kinh tế nhiều thành phần. Đến những năm 1990, bắt đầu cải cách hiến pháp và các bộ luật như luật đất đai, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp, vân vân đều đưa đất nước theo hướng phát triển đúng đắn. Hình ảnh đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đề nghị thành lập ủy ban độc lập để điều tra về vai trò của chính phủ trong vụ Vinashin. Tác giả cho rằng nếu chính phủ Phan Văn Khải đã dùng mọi nỗ lực để bãi bỏ giấy phép con trên nguyên tắc nhà nước chỉ can thiệp khi cần thiết, điều gì dân chúng làm được thì nhà nước không làm, thì chính phủ Nguyễn Tấn Dũng một mặt ô ạc nâng các doanh nghiệp nhà nước lên thành tập đoàn, một mặt để cho các bộ ngành mặc sức cài cấm điều kiện kinh doanh giấy phép con. Tác giả bình luận mô hình doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đa ngành đã chết, nhưng những chính sách đi chệt khỏi hướng kinh tế thị trường thì vẫn còn và gây hậu quả sâu sắc và lâu dài. Nó không chỉ khiến cho doanh nghiệp luôn bị nhũng nhiễu mà còn làm cho bộ máy nhà nước càng ngày càng lỏng quyền. Tác giả nhận định việc thành lập ủy ban điều tra độc lập để hạt tội Nguyễn Tấn Dũng và những người liên quan vẫn còn rất cần thiết. Định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là cản trở lớn nhất của kinh tế thị trường, quốc doanh chủ đạo mới là vấn đề của kinh tế thị trường. Nếu không thay quốc doanh là chủ đạo, bằng nguyên tắc hiệu quả của nền kinh tế mới là chủ đạo thì Việt Nam chẳng những không có kinh tế thị trường mà cái định hướng xã hội chủ nghĩa đảng muốn có cũng không bao giờ có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin quốc doanh chủ đạo là vấn đề của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê bơm tiền cho công nghiệp văn hóa, thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi. Sáng ngày 22 tháng 12 phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính thông báo ông sẽ chỉ đạo các bộ ngành tính toán dành gói tín dụng ưu đãi khoảng 20.000 đến 30.000 tỷ đồng cho công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa được hiểu là các ngành hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, văn chương, sân khấu, điện ảnh Hình ảnh, dù có bơm tiền thì ngành công nghiệp văn hóa vẫn không thể phát triển vì ngành này đang nằm trong rọ. Ông Phạm Minh Chính nói rằng, điều kiện không gian phát triển công nghiệp văn hóa đối với sáng tạo khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp xu thế thời đại, tiến bộ của nhân loại là không có giới hạn. Công nghiệp văn hóa là ngành có triển vọng lớn, có thể phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao là động lực mới cho sự phát triển văn hóa phù hợp với xu thế của thời đại. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông chính, điển hình là âm nhạc Việt Nam gần như không thể vươn tầm ra thế giới, thậm chí giới trẻ hiện nay mê sao Hàn hơn sao Việt. Điều này chứng tỏ ngành giải trí Việt Nam không bằng Hàn Quốc và nhiều nước khác điện ảnh thì nghèo nàn kém chất lượng còn văn học thì chẳng có gì ngoài những tác phẩm nhạt nhẽo ca tụng chế độ nói thẳng ra ngành công nghiệp văn hóa của việt nam không thể phát triển nguyên nhân thì ai cũng biết đó là chế độ kiểm duyệt hà khắc của đảng ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa mạnh thì không thể thiếu tự do sáng tác còn ở việt nam từ âm nhạc hội họa văn học đều bị bàn tay kiểm duyệt của đảng cộng sản nhúng vào Hình ảnh ông Bộ trưởng Văn hóa, Văn hóa đến mức chiếm lấy thảm đỏ dùng để đón quốc khách. Có ba nguyên nhân dẫn tới sản phẩm sau kiểm duyệt kém chất lượng. Thứ nhất, sự giới hạn bởi những quy định của đảng Cộng sản. Một nghệ sĩ hao hết tâm huyết, tiền bạc tạo ra sản phẩm, chất lượng để rồi bị cấm phát hành thì xem như đảng triệt tiêu khả năng sáng tạo. Thứ nhì, những con người làm công tác kiểm duyệt đều là những kẻ dốt nát ở Việt Nam thằng dốt lại có quyền kiểm duyệt thằng giỏi là chuyện khá phổ biến việc hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân chặn hồ sơ của nghệ sĩ Xuân Hinh đòi ông chi tiền là ví dụ điển hình thứ ba là tình trạng tham nhũng chính những kẻ tham nhũng đã nhận tiền để cho những sản phẩm văn hóa kém chất lượng xuất hiện ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lâu nay bị chính quyền cộng sản phá nát vì những lý do vừa nêu cho nên nó không thể phát triển được Nói thẳng ra, ngành công nghiệp văn hóa bị cộng sản nhốt vào một cái lồng chật hẹp do đảng làm ra, giờ có bơm thêm tiền thì ngành này cũng chẳng thể phát triển được gì. Khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ hơn 30 năm và nó đã để lại cho thế giới những tác phẩm kinh điển gì? Hay khối này sụp đổ thì những tác phẩm của nó cũng bị chôn vùi vì chẳng có giá trị gì. Ngược lại với khối xã hội chủ nghĩa thì hiện nay thế giới biết được rất nhiều tác phẩm kinh điển về điện ảnh, âm nhạc của Anh, Mỹ, vân vân. Hình ảnh không biết ông Nguyễn Phú Trọng có văn hóa từ chức hay không. Cần phải nói thẳng chế độ Cộng sản về bản chất là kém văn hóa, nói đơn giản như văn hóa từ chức. Tại các nước phương Tây, quan chức sẵn sàng từ chức khi thấy mình làm sai hay hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở chế độ này thì sao? quan chức ngồi lì, bám ghế không chịu buông. Ngay cả người có quyền lực mạnh nhất thì cũng sẵn sàng đạp lên luật, tự vẽ ra suất đặc biệt để tiếp tục ôm ghế. Tham quyền cố vị, cha đạp lên luật pháp, tự cho mình quyền ưu tiên, thì đó là hành động có văn hóa sao? Người có văn hóa là người biết tôn trọng, trong đó tôn trọng người khác và tôn trọng luật chơi chung. Thực ra bơm tiền cho ngành văn hóa chỉ là chiêu bài. Thực chất, tiền bơm ra sẽ vào tay các quan chức, quan chức vẽ dự án để xà xẻo mà thôi ngành công nghiệp văn hóa việt nam đang bị nhốt trong củi chẳng thể phát triển được gì đâu mà bơm tiền quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin bơm tiền cho ngành công nghiệp văn hóa thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d